Chiều nay ngày 14 tháng 4, đoàn giám sát kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác bầu cử do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn đến giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Long An. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Đường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử tỉnh cùng các thành viên trong ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh. Thời gian qua, Long An đã quán triệt triển khai nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tập trung triển khai các bước theo đúng quy trình, bảo đảm về thời gian tiến độ. Ủy ban bầu cử đã được thành lập ở cả 3 cấp, gồm 1 ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 15 ủy ban bầu cử cấp huyện và 188 ủy ban bầu cử cấp xã. Đồng thời, tỉnh thành lập 3 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 ở 3 đơn vị bầu cử, thành lập 1.404 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong tỉnh, bảo đảm số lượng, thời gian, thành phần theo luật định. Theo quy định, Long An được bầu 8 đại biểu Quốc hội khóa 15, 60 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 476 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 4.866 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi làm việc, đoàn công tác trao đổi góp ý với địa phương các nội dung về công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở, công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phương án bầu cử trong tình huống dịch COVID-19 bùng phát, việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo và sự tích cực chuẩn bị bầu cử, bảo đảm đúng tiến độ, quy trình và luật định. Qua đây yêu cầu địa phương phải xây dựng phương án triển khai cuộc bầu cử trong tình huống dịch COVID-19 bùng phát, nhất là khi tình hình dịch ở nước bạn Campuchia đang diễn biến khá phức tạp như hiện nay. Đối với Long An là cái vùng giáp với Campuchia, thì lực lượng công an quân đội là phải phối hợp chặt chẽ. Trong cái chỉ đạo tham gia bầu cử này, lúc nào công an, quân đội bầu cử trước rồi đi làm nhiệm vụ là sao? Các đồng chí có tính toán thì tôi đề nghị là các đồng chí phải sâu sát thực hiện cái giải quyết cái khiếu nại tố cáo ở địa bàn xã, phường, thị trấn, ở các cái khu vực, nhất là cái hòa giải, giải quyết thấu tình đạt lý trong cái khiếu nại tố cáo, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng. Thời gian tới, Long An phải tiếp tục lãnh chỉ đạo công tác bầu cử một cách toàn diện, không được chủ quan lơ là, phải bám sát các quy định để công tác bầu cử diễn ra dân chủ, minh bạch, an toàn, đúng pháp luật, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bầu cử, để đây thực sự là ngày hội của toàn dân.